Sáng nay chúng ta sẽ học về đề tài là phần thưởng của người hầu vị Chúa để khích lệ quý bà anh chị em trong sự phục vụ Chúa. Phục vụ Chúa đó là một cái đặc ân Chúa ban cho những con cái của Chúa. Sau khi chúng ta được cứu thì niềm mơ ước của chúng ta đó là được phục vụ Chúa của chúng ta để tri ân về những điều Ngài đã làm để cứu chuộc chúng ta. Đó chỉ là một sự thể hiện tri ân nhỏ nhoi mà thôi, so với ơn cứu chuộc lớn lao Ngài đã làm cho mỗi chúng ta, thì sự phục vụ của chúng ta chẳng đáng kể gì so với công ơn mà Ngài đã cứu chuộc chúng ta ở trong danh của Chúa Giêsu. Ngài chuộc chúng ta bằng giá rất cao, đó chính là sinh mạng của con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Chưa có ai trong đời này lấy sinh mạng mình để cứu chúng ta bất cứ một việc gì, và cũng không ai dám làm điều đó. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa, Con của Đức Chúa Trời chí cao, Đấng tạo hóa đã hóa thân thành người để mang nhân tánh con người và dùng nhân tánh đó để chết chuộc tội cho chúng ta. Nhờ đó hôm nay chúng ta được ngồi trong đền thờ để thờ phượng Chúa, để hưởng những phước lành của Ngài. Trong quá trình theo Chúa của mỗi chúng ta, hầu như ai trong quý bạn chị em cũng đều trải nghiệm sự ban ơn, dìu dắt, sự bảo vệ, chăm sóc không thể nào diễn tả được với tình yêu thương của Chúa đã dành cho chúng ta. Vì vậy cho nên được phục vụ Chúa là cả một vinh dự lớn lao. Trong câu chuyện mà chúng ta nghe người dẫn chương trình đã đọc ở trong Phúc Âm Mát chương 11 từ câu 1 đến câu thứ 10, nói về câu chuyện lần cuối Chúa vào thành Jerusalem để dự lễ vượt qua. Và trong lễ vượt qua đó thì lời tiên tri hay là cái hình bóng về con chiên của lễ vượt qua đã được ứng nghiệm. Đó là chính Chúa Cứu Thế chúng ta đã bị bắt và bị đóng đinh, treo trên thập tự giá chết để chuộc tội cho cả nhân loại. Trong 3 năm hơn chức vụ của Chúa Giêsu, chúng ta thường hay nói rằng Chúa Giêsu phục vụ và công bố phúc âm nước trời 3 năm rưỡi. Nhưng thực sự không có một câu nào hay một tài liệu nào nói đích xác là 3 năm rưỡi, vì người ta dựa vào 3 lần Chúa Giêsu đi vào thành Jerusalem đi dự lễ vượt qua, vì Chúa không bao giờ bỏ lễ vượt qua. Và mỗi lần lễ vượt qua thì Chúa Giêsu dầu ở vùng nào ở trong xứ Ba-tin, Ngài vẫn tranh thủ để về Jerusalem để cùng với các môn đệ mà dự lễ vượt qua. Và chúng ta biết là căn cứ vào 3 cái lễ vượt qua đó, người ta tin rằng Chúa Giêsu thi hành chức vụ trên 3 năm, vì trên 3 năm mới giữ được 3 cái lễ vượt qua. Và hôm nay là lễ vượt qua cuối cùng để Chúa Giêsu bước vào Jerusalem, và tại đó Chúa sẽ chết trên thập tự giá và Ngài đã đền chuộc tội cho cả nhân loại. Và trong cái thời gian hay trong cái giai đoạn gọi là tuần lễ cuối cùng này của Chúa Giêsu ở tại Jerusalem thì có một việc xảy ra ở tại làng Bethany hay còn gọi là Bê-pha-dê, nó gây ấn tượng cho rất nhiều những con cái tôi thưa Chúa trải qua mọi thời đại, và là một nguồn động viên để chúng ta hết lòng phục vụ Chúa. Đó là câu chuyện Chúa chọn con lừa con để cởi đi vào thành Jerusalem, và tại đó Chúa đã chịu đóng đinh, thập tự giá và chết chuộc tội cho nhân loại. Cho nên câu chuyện này là một nguồn động viên để tất cả con cái của Chúa là những người đã được cứu, chúng ta sẽ tri ân Chúa, phục vụ Chúa. Trong thời đại phong kiến, những người phục vụ vua đó là cả một vinh dự lớn lao. Nếu một người phục vụ vua thì người ta là một người làm quan thôi, cả nhà hay là có họ được nhờ. Nhưng mà ở đây phục vụ vua là cả làng, cả một cái khu vực rộng lớn được nhờ vả. Vì vậy cho nên trong cái thời phong kiến ai cũng thích được phục vụ vua. Nhưng mà bởi vì thời phong kiến đó là những vị vua, những hoàng đế chuyên chế, đó thời quân chủ chuyên chế, những vị vua như những người rất là dữ dằn. Nếu mà gặp phải những bạo chúa thì thật là cực kỳ nguy hiểm. Ở bên cạnh họ hoặc thậm chí phục vụ cho các vị vua là các bạo chúa đó thì mạng sống không biết lúc nào mình giữ được, lúc nào mình không giữ được. Đó, như vậy cho nên phục vụ các vị vua ở trong đời này, nếu phục vụ phải những vị vua thuộc loại bạo chúa hung ác thì rất là nguy hiểm. Dầu vậy vẫn rất nhiều người trong dân chúng muốn phục vụ vua, dầu là vua gian ác thì cũng muốn được phục vua, vì phục vụ vua đó là thứ nhất là một vinh dự, thứ hai nó là một điều lợi cho
bản thân gia đình và cho cả dòng họ, cũng như cho cả cái khu vực, cái làng của mình để mà sống ở đó. Cho nên vì cớ đó mà chúng ta thấy rất nhiều người muốn phục vụ vua. Xem lại các triều đình phong kiến của Việt Nam, chúng ta thấy có những vị phục vụ bên cạnh vua, chẳng hạn như Lê Quý Đôn hay Lý Thường Kiệt mà chúng ta có tên đường ngày hôm nay. Đó là những người rất giỏi, giỏi về văn lẫn giỏi về võ. Lê Quý Đôn là một người rất giỏi, rất là tài để có thể giúp ích, nhưng mà bởi vì có cái tư thế là họ chỉ là người phục vụ hoàng thất, cho nên có thời người ta không cho những người này tham gia chuyện triều chính mà chỉ phục vụ cho hoàng thất. Như Lý Thường Kiệt là một tướng tài, nhưng mà cũng có những cái giới hạn, bởi vì đó là thời quân chủ chuyên thế. Và hầu hết những người phục vụ bên cạnh vua ngày xưa đều phải chịu thiệt thòi, không lưu truyền được nòi giống vì họ phải bị trở thành là hoạn quan. Cho nên chúng ta thấy đó là những người bị thiệt thòi. Dầu vậy người ta chấp nhận những sự thiệt thòi đó để được cái vinh dự là phục vụ vua. Như vậy thì tôi với quý ông bà anh chị em là con cái của Chúa, chúng ta có một vị vua trên muôn vua, Chúa trên các chúa, theo Khải Huyền chương 19 câu 6. Đó là Chúa cứu thế Giê-xu. Là Ngài sau khi đã cứu chuộc nhân loại thì Ngài được Chúa ban cho một cái quyền với một cái danh tuyệt đối, đó là vua trên muôn vua, Chúa trên các chúa. Cho nên được phục vụ Chúa là cả một vinh dự lớn lao. Ở trong Thánh Kinh chúng ta thấy có những người cũng được ghi nhận là phục vụ cho những vị vua, chẳng hạn như Daniel. Daniel vừa là một chính khách mà vừa là một tiên tri. Ông ta rất có ơn của Chúa. Dưới con mắt của xã hội thì ông là chính khách, nhưng dưới con mắt của con dân của Chúa là tuyển dân Israel, cũng như chúng ta ngày hôm nay, Daniel không phải là chính khách mà là một tiên tri được Đức Chúa Trời dự bị trong vị thế của một chính khách để giúp ích cho dân Israel 70 năm phu tù ở tại Babylon. Và nhờ công khó của Daniel cộng với một tiên tri khác ngắn ngủi hơn ông, hầu Chúa trên dưới 22 năm, đó là ông Ezechiel. Họ đã làm những công việc rất lớn lao cho dân sự, nhưng Ezechiel thì sống với dân sự, ở giữa dân sự, không có một chức tước gì về triều chính. Nhưng mà Daniel lại là vị quan lớn, đứng thứ nhì hoặc thứ ba trong cả đế quốc Babylon lẫn đế quốc Medi-Pertư. Và Chúa đã dùng cái vị thế đó để giúp đỡ cho Daniel hoàn thành cái sứ mạng Chúa giao đối với dân của Chúa ở tại 70 năm phu tù. Và công sức của những người này lớn lắm. Sau khi 70 năm phu tù trở về, dân sinh không còn thờ lạy, không quay trở về với thần tượng tà thần nữa. Và từ đó cho tới ngày hôm nay, dầu dân Israel giờ này chưa nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là Messiah của họ, thì Đức Chúa Trời vẫn cảm động và cho họ chứng nghiệm được tà thần hình tượng chỉ là vô ích, cho nên họ trung thành với Chúa. Thế thì chúng ta nhìn thấy ở ngoài xã hội lẫn ở trong dân sự của Chúa cũng có những con người phục vụ Chúa rất là tốt đẹp. Và phục vụ Chúa không có phải bị thiệt thòi như các vị quan hầu cận vua là mất cái khả năng làm chồng, không lưu truyền được nòi giống, mà phục vụ Chúa chúng ta được Chúa ban ơn mọi bề phước hạnh. Vì vậy cho nên tất cả con cái của Chúa đều có thể phục vụ Chúa mà không mất mát gì cả, không thiệt thòi gì hết. Đó là nguồn động viên. Cho nên Chúa ban phước để chúng ta suy ngẫm cái câu chuyện này, nó sẽ trở thành nguồn động viên giúp cho quý ông bà anh chị em tận dụng những thì giờ mình có để phục vụ Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào cái phần thưởng thứ nhất. Tôi đặt cho cái phân đoạn này đó là phần thưởng của người hầu Chúa. Phần thưởng của người hầu Chúa là thứ nhất được Chúa chọn. Thứ nhất là được Chúa chọn. Câu thứ nhất trong chương 11 này: khi tới gần thành Jerusalem, bên làng Bethphage và làng Bethany, ngang núi Olive, Đức Chúa Giêsu sai hai môn đồ đi và phán rằng: hãy đi đến làng ngay trước mặt các ngươi. Vừa khi vào đó, thấy một con lừa con đương buộc, chưa có ai cởi, hãy mở nó ra, dắt
về cho ta. Và câu này nói lên điều gì? Trong sự toàn tri của Chúa, ở tại chỗ đường quẹo, trên con đường đi đến làng Bethany, Bethany đó, có một con lừa con đang cột ở đó. Matthew nói rằng có hai mẹ con, và Matthew thì nói là dắt cả hai mẹ con về, nhưng Mark chỉ nhấn mạnh và chú trọng đến con lừa con, là con lừa mà Chúa dùng để cởi thôi, chứ không nói đến con lừa mẹ. Nhưng Matthew lại nói đến hai mẹ con. Chúng ta chú ý đó, và nó không có gì sai lệch hết, bởi vì ông Matthew nhìn toàn diện, còn ông Mark nhìn trực tiếp vào con lừa con được Chúa dùng. Cho nên khi chúng ta đọc và so sánh, cũng đừng có thắc mắc Thánh Kinh viết đúng hay sai, bởi vì mỗi trước giả nhấn mạnh ở một khía cạnh. Vậy thì Mark chỉ chăm chú vào con lừa con, và Chúa bảo hãy đi đến làng ngay trước mặt các ngươi. Vừa khi vào đó, thấy một con lừa con đương buộc, chưa có ai cởi, hãy mở nó ra dắt về cho ta. Và trong sự toàn tri của Chúa, Ngài sẽ vào Salem bằng một con lừa. Các tướng quân chẳng bao giờ đi lừa. Tướng quân thì đi ngựa chiến, những con ngựa hăng, những con ngựa nòi. Nhưng Chúa của chúng ta đấng nhu mì khiêm nhường, vì Ngài đã từ bỏ tất cả thiên đàng vinh quang để đến mà cứu chuộc con người. Cho nên Ngài không kể những cái vinh quang của đời này là quý, vì mục tiêu của Ngài không phải là vinh quang của đời, mà mục tiêu của Ngài là hoàn thành ơn cứu chuộc cho nhân loại. Cho Ngài đến với tất cả khiêm nhường. Khiêm nhường từ khi giáng sinh trong máng cỏ, nằm trong máng cỏ. Khiêm nhường trong cuộc sống nghèo hèn với một gia đình rất là nghèo, dâng linh, dâng con cho Đức Chúa Trời mà chỉ dâng được có một cặp chim bồ câu mà thôi, một cặp chim cu mà thôi. Chúng ta hiểu là sự nghèo nàn. Và bây giờ, trước khi Chúa bước vào Jerusalem để chết, thì Ngài giàu được ảnh hưởng rất lớn ở trong dân chúng lúc bấy giờ, vì tên tuổi của Ngài lan rộng khắp. Nhưng không vì cái vinh quang đó mà Ngài tự làm cho mình trở nên vinh hiển, mà Ngài khiêm nhường đi con lừa vào trong thành. Và đó, vì cớ đó cho nên con lừa con này mới được sử dụng. Nếu Ngài đi bằng một con ngựa chiến hay một con voi thì chắc chắn con lừa này không có cơ hội. Nhưng mà vì cớ Chúa đi bằng một con lừa, cho nên Chúa sai hai môn đệ của Chúa đi vào trong thành Bethphage Bethany để dắt con lừa về cho Chúa. Hình ảnh minh họa đó là một cái cổ thành Jerusalem cổ xưa, bên dưới đó là làng Bethany rất là hoang vắng, đơn sơ mộc mạc. Nhưng mà tại đó có một con lừa dự phần với vương quốc của Đức Chúa Trời, góp phần trong việc đưa Chúa Giêsu vào Jerusalem để Chúa chết mà chuộc tội cho cả nhân loại. Đó là một điều vô cùng lạ lùng kỳ diệu. Khi chúng ta sản xuất ra, nếu mình sản xuất ra một cái gì, một sản phẩm gì, hoặc một cơ quan đã sản xuất ra một cái sản phẩm gì mà được cơ quan, được cái dân chúng người ta hoan nghênh, đón nhận và sử dụng, thì đó là một điều vinh dự, một cái sung sướng vô cùng cho người sản xuất. Ở đây, một con lừa, dầu nó chỉ là thú vật, chỉ để phục vụ cho con người mà thôi. Con lừa chỉ dùng để thồ đồ hoặc là để cởi, mà cởi ở trong cái mức bình thường, chứ không phải những quan chức gì chẳng ai cởi con lừa cả. Thế nhưng vua trời lại cởi trên con lừa, là ngôi hai của Đức Chúa Trời đấng tạo hóa lại cởi trên con lừa để đi. Điều đó cho thấy là một cơ hội để con lừa này được chọn và phục vụ cho Chúa của chúng ta. Cho nên tôi với quý ông bà, anh chị em cũng vậy. Chúng ta là những con cái của Chúa sống trong thế gian. So với người đời, cũng có một số người ngồi đây có được cái vị thế ở trong xã hội, điều đó không thể không có. Nhưng đa phần những con cái của Chúa sống một cuộc đời đơn sơ bình thường, không có gì là nổi bật sâu sắc, không phải là ngôi sao siêu sao gì cả. Nhưng mà chúng ta có một điều vui mừng, đó là giàu trong vị trí nào, giàu trong giai tầng nào của xã hội, thì con dân của Chúa
vẫn có cơ hội để phục vụ Chúa, là vua trên muôn vua, Chúa trên các chúa. Đức Chúa Trời có rất nhiều những công việc để quý ông bà, anh chị em đủ mọi thành phần, mọi trình độ có thể phục vụ Chúa. Và tất cả đều là những con lừa phục vụ Chúa, là những người được Chúa chọn. Cho nên Chúa cho chúng ta khi đã được Chúa chọn, đừng từ chối. Có rất nhiều người khi được mời vào ban chấp sự để phục vụ Chúa, mời nhân sự luôn từ chối liền. Hoặc là hội đồng thường niên chúng ta lại trốn, dầu đưa vô được bầu trù bị chúng ta vẫn từ chối và trốn vắng mặt để không làm công việc Chúa. Đó là những người chúng ta biết họ có công cái lý do riêng, văn việc riêng. Nhưng tôi khuyên đó là hành động rất là mất cơ hội để chúng ta được phục vụ Chúa của chúng ta trên đời này. Quý ông bà, anh chị em ơi, chúng ta sống trên đời này bao nhiêu năm? Quãng thời gian mà sức lực chúng ta có thể làm việc được thì bao nhiêu năm? Xã hội tới 60, 65 ta cho hưu hết trơn rồi. Chỉ có trong tôi của Chúa, vì quá công việc cấp thiết và nhu cầu hiện nay cho những ông 70 trên 70 còn phải làm việc. Nhưng tuổi đó thì nó không còn bén nhạy, không còn sáng tạo và độc đáo gì nữa cả, chỉ lối mòn mà đi. Nhưng mà vẫn phải phục vụ Chúa, vẫn phải vận dụng tâm trí để phục vụ Chúa. Đó là những con lừa quá già. Nhưng mà có rất nhiều những con lừa trẻ ở trong hội thánh lại từ chối, đó là điều rất uổng. Cho nên chúng tôi thiết tha kêu gọi những anh em, chị em, những thanh niên, thiếu nữ, những tráng niên, những thanh tráng trung niên là lứa tuổi còn có thể phục vụ. Chúng ta hãy nắm lấy cơ hội để phục vụ Chúa. Thật là phước hạnh khi chúng ta được phục vụ Chúa. Phần thưởng của Chúa dành chúng ta lớn lắm. Cho nên Chúa cho quý bạn em hiểu điều đó. Có mấy điều chúng ta suy nghĩ trong cái câu chuyện Chúa chọn con lừa này. Thứ nhất là khi con lừa được chọn thì điều đầu tiên là nó được cởi trói. Hãy mở trói hay hãy cởi trói nó ra và dắt nó về cho ta. Chưa có ai cởi, hãy mở nó ra. Con lừa con đương buộc. Chưa có ai cởi, hãy mở nó ra, dắt về cho ta. Đây là cái chi tiết thứ nhất chúng ta suy nghĩ. Khi Chúa dùng con lừa này thì trước nhất nó được cởi trói. Quý ông bà, anh chị em ơi, chúng ta sống trong đời này rất nhiều những sự ràng buộc. Rất nhiều những cái sự ràng buộc của công ty, của xí nghiệp, của xã hội làm chúng ta bị bó buộc với cái gắn bó với nó mà không thể bứt ra, vì nó là cuộc sống, vì có là cái nhu cầu của chúng ta, cho nên chúng ta cũng khó bứt được những cái sự trói buộc đó. Cái trói buộc thứ hai, khi chưa tin Chúa chúng ta bị trói buộc bởi những cái thói hư tật xấu, bởi những cái say mê, những cái đam mê thuộc về xác thịt, về đời này mà chúng ta không thể cởi trói được. Phải có người của Chúa để giúp chúng ta cởi cái trói đó, để chúng ta mới có thể thông thả. Đó là chi tiết thứ nhất. Chi tiết thứ hai, đó là con lừa con. Chữ lừa con ở đây không phải là con lừa chút xíu đâu, mà lừa con ở đây là con lừa vừa lớn lên, đủ tuổi để thờ, để thồ và cởi. Chứ Chúa không có cởi lừa con. Cởi lừa con tức là vi phạm vào cái luật lao động á, bóc lột sức trẻ, thức là trẻ em, không có chuyện đó. Nhưng mà con lừa con đấy tức là con lừa đã đến tuổi để nó có thể thồ, có thể cởi. Và Chúa đã chọn con lừa đó với cái chi tiết là chưa có ai cởi. Chúa muốn cởi con lừa này, chưa có ai cởi. Cái chi tiết rất thú vị. Đời người chúng ta sống ở trần gian, chúng ta khi bước vào tuổi trưởng thành chưa bị một ràng buộc nào cả. Nhưng mà bước qua tuổi trưởng thành để sống ở giữa đời và bước vào đời, chúng ta bị nhiều trói buộc rồi. Trói buộc cái này, trói buộc cái kia. Nếu chúng ta yếu đuối là tí nữa yếu đuối, chúng ta sẽ bị những thói hư tật xấu, những thói quen, những cái đam mê, nó trói buộc mình. Nó trói buộc mình chặt lắm. Con cái của Chúa cũng bị như thường, chứ không phải là chỉ có người ngoại trước khi tin Chúa chúng ta mới bị cái này cái kia trói buộc, mà khi tin Chúa không cẩn thận chúng ta cũng bị trói buộc. Những cái đam mê, những cái sở thích mà chúng ta xem nó để nó lấn át chính cái đời sống tâm linh của mình, thì đó chính là cái sự trói buộc của nó. Cho nên khi chúng ta dâng mình, dâng thì giờ để hầu Chúa, thì tất cả những kia sẽ được cởi trói. Nếu một con cái của Chúa tranh thủ thì giờ để sinh hoạt
góp phần với hội thánh, thì ngoài những thì giờ làm việc, chúng ta sẽ tập trung trở về đi dự phần với công việc Chúa, thay vì la cà với bạn bè để mà ăn uống vui chơi, thì có ngày chúng ta sẽ bị sa đà bởi những cái thói hư tật xấu, bởi những trách nhiệm ngầm đã trói buộc mình. Cho nên Chúa ban phước để quý ông bà anh chị em hiểu điều đó. Khi các môn đệ đến mà mở con lừa thì có người hỏi rằng tại sao mà mở lừa đó, thì Chúa đã dặn một câu mà chúng ta không hiểu. Đây là sự mầu nhiệm và quyền năng của Chúa. Chỉ cần nói với người đó rằng Chúa cần dùng nó thì họ sẽ để cho đi. Và đúng y khi các môn đệ đến mở con lừa con, hay là nói theo Matthew là mở hai mẹ con lừa cầu chỗ đường quẹo, thì có chủ đến hỏi là hai anh mở con lừa này để làm gì? Chúa cần dùng nó thì họ lập tức để cho đi. Tại sao vậy? Có thể hiểu người chủ con lừa này biết Chúa vì đã từng nghe Chúa giảng dạy, thấy Chúa làm phép lạ, cho nên họ đồng lòng họ để dắt hai con lừa đi. Cũng có thể có một cái sự thuyết phục tâm linh ở trong tâm linh của người đó, dầu chưa biết Chúa, nhưng khi nói Chúa cần dùng nó thì họ để cho đi. Ngày hôm nay các bậc cha mẹ, khi con cái của mình nó cảm động muốn dâng mình hầu Chúa, thì hãy để cho con của mình đi, đừng cột nó lại, đừng trói nó lại. Tôi hội Chúa với hội thánh ở ngoài tỉnh Khánh Hòa, có một gia đình kia ba cô con gái, cô đầu lấy chồng, hai cô thứ nhì còn độc thân ở lứa tuổi thanh niên. Khi viện thánh tin thần học tuyển khóa tư gì đó thì hai cô này đều thi và đều đậu hết. Nhưng bà mẹ nói tao còn nợ mấy trăm triệu chưa có tiền để trả, tụi mày phải ở nhà làm trả nợ cho tao. Nhưng mà cuối cùng hai đứa con đó cuộc đời chẳng tới đâu cả, nợ cũng không trả được, và người lấy chồng nhưng không thành công, và người chưa lấy chồng cũng không thành công trong cuộc đời. Đó là những con lừa con Chúa chọn mà cha mẹ lại trói buộc. Cho nên Chúa ban phước để quý ông bà anh chị em động viên con của mình để trở thành những con lừa con được Chúa chọn. Khi Chúa chọn nó chưa có phục vụ cho ai cả, Chúa là người đầu tiên cởi nó. Đó là một điều phước hạnh. Chúa rất thích và rất mong muốn có những con lừa con đó, những lứa tuổi thanh niên dâng mình hầu vì Chúa. Đó là phước hạnh. Và Chúa sẽ ban phước cho bản thân, cho gia đình luôn, để cuộc sống sẽ thấy được những ơn lành của Chúa dành cho kẻ hầu việc Chúa, được Chúa chọn. Cái điều thứ hai tôi muốn nói đó là được Chúa ban ơn sử dụng. Phần thứ hai là tôi nói được Chúa ban ơn sử dụng. Thưa quý ông bà, anh chị em, khi chúng ta được Chúa chọn để dùng thì điều lạ lùng là Ngài ban cho chúng ta ơn. Trong Gia Cơ chương 44, Ngài lại ban ơn lớn hơn nữa. Cho nên có cái bài thánh ca, người ta đặt theo ý đó, Ngài ban ơn cho chúng ta khi giao phó thêm trọng trách. Đến nỗi khi sức lực, khi nhuệ khí tiêu tan, thì Chúa vẫn ban chúng ta sức lực để chúng ta vươn lên mà hầu việc Ngài. Khi Chúa chọn chúng ta để làm công việc Chúa thì không, chúng ta không làm bằng tự sức của mình, mà Chúa hành động qua chúng ta. Cho nên trong Văn chương 14 câu 12 nói là các ngươi sẽ làm việc ta làm, lại làm việc lớn hơn nữa vì ta đi về cùng cha. Vậy chúng ta là ai mà làm việc lớn hơn Chúa? Nhưng mà thật sự khi Đức Thánh Linh giáng lâm, Ngài ở với hội thánh, Ngài ngự bên trong lòng và biến tấm lòng con cái của Chúa trở thành đền thờ. Khi con cái của Chúa đầu phục mà dâng tất cả những gì mình có, từ bộ não trí óc này cho đến trái tim tình cảm chúng ta, cho đến tứ chi của chúng ta, con người của chúng ta, như Roma Phaolô khuyên đó, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình cho Đức Chúa Trời như một cái lễ sống. Như vậy thì khi chúng ta dâng cái đời sống của mình cho Chúa và đầu phục Chúa để Ngài sử dụng, Ngài sẽ dùng chúng ta, những con người bình thường làm việc phi thường, thậm chí những con người tầm thường cũng có thể làm việc phi thường, bởi vì không phải mình làm mà Chúa Thánh Linh hành động qua chúng ta. Thật sự nhìn vào các đầy tớ con cái của Chúa, sức tài nào để họ làm được những chuyện vĩ đại như vậy? Nhưng mà khi Chúa sử dụng
Ngài sẽ ban cho tôi con của Chúa một cái sức mạnh, một cái uy quyền và thi thố những phép lạ của Ngài qua đời sống người đó. Cho nên dầu chúng ta tầm thường, bình thường vẫn có thể làm được những cái phi thường khi được Chúa ban ơn và sử dụng. Vì vậy thì chúng ta thấy qua cái câu chuyện mà cái con lừa này được chọn, được dắt về cho Chúa, dâng cho Chúa rồi, nó đầu phục để Chúa sử dụng nó, thì Chúa lại ban ơn cho nó để nó có thể làm được những việc rất là tốt đẹp. Đó là điều chúng ta thấy rất lạ lùng. Cho nên đừng ai suy nghĩ rằng tôi không có năng lực, tôi không có tài trí gì, tôi chả có gì hết, tôi đơn sơ lắm, tôi không dám hầu việc Chúa đâu. Tôi nói quý bạn chị em rằng đừng nghĩ như vậy. Khi Chúa dùng, Chúa sẽ ban ơn. Khi Chúa dùng, Ngài sẽ đồng công, không phải cái người đó làm, mà chính Chúa hành động qua chúng ta. Cũng như khi quý ông bà chị em muốn làm chứng về Chúa rất ngại ngần, không dám mở miệng. Nhưng mà người nào can đảm mở miệng nói một vài câu với người mà mình chứng đạo thì lập tức Đức Thánh Linh sẽ mở lòng, mở miệng và cho trong tâm trí của mình có những câu để mà làm chứng về Chúa một cách đầy thuyết phục để khiến cho tội nhân ăn năn. Đó là điều lạ lùng. Cho nên chúng ta đừng có ngại ngần khi chúng ta được Chúa sử dụng để phục vụ Chúa. Chúng ta thấy ở trong đời này thì mỗi con vật có một chức năng riêng. Mỗi một vật dụng được mà tạo ra, được mà sản xuất ra thì nó có một cái chức năng của nó riêng. Ví dụ như trong nhà chúng ta nuôi con vật cưng để nó làm chúng ta thư giãn, nhưng chủ yếu người ta nuôi vật cưng để nó giữ nhà chẳng hạn. Chúng ta nuôi gà, nuôi vịt để làm gì? Để làm thịt. Trong ai nuôi gà, nuôi vịt để làm kiểng? Không có chuyện đó. Nuôi gà, nuôi vịt để làm thịt ăn. Nó phục vụ cho mình đủ cách hết. Con bò để nó đi cày, nó kêu cộ. Con ngựa để nó ta cởi, ta phi, ta đi đánh giặc. Không ai bắt con bò mà đi đánh giặc, nó đâu có chạy được mà đánh giặc. Phải con ngựa chiến, con ngựa nó mới chạy nhanh, người ta mới đánh được. Đó, bởi vậy mỗi vật Chúa dựng nên có một cái chức năng riêng. Nhưng mà riêng về tạo vật loài người được Chúa dựng nên giống như Chúa nè, và dựng kém Đức Chúa Trời một chút. Chúa ban chúng ta có rất nhiều những cái khả năng, những cái tài năng, những cái trí tuệ. Bẩm sinh con người bình thường, sinh ra ai cũng có tài năng, có trí tuệ, có những kỹ năng riêng. Kỹ năng là do chúng ta học. Tài năng trí tuệ đó là bẩm sinh do Đức Chúa Trời đã dựng nên trong mỗi cuộc đời của người. Nhưng mà những điều đó được cọ xát, được rèn luyện, được tu tập học hành thì nó trở thành bén nhạy để có thể phục vụ. Nhưng mà khi chúng ta dâng những cái khả năng tài năng đó cho Chúa thì Đức Chúa Trời ban ơn và nhân nó gấp bội lên và Chúa sử dụng nó cho công việc của Đức Chúa Trời. Cho nên khi Ngài ban ơn sử dụng thì những việc người đó làm hiệu quả, thứ nhất. Thứ hai, giúp ích cho người khác và tôn cao Đức Chúa Trời, gây dựng được hội thánh. Đó là những người được Chúa ban ơn cho để phục vụ Chúa. Cho nên xin đừng ai ngại ngần nói: ô, tôi không có gì hết, tôi đơn sơ lắm, tôi thấp thỏi lắm. Đừng có tự ti đến mức độ đó, mà chúng ta mạnh dạn. Khi Chúa dùng, Chúa sẽ ban ơn. Thật sự như vậy. Khi tôi được chọn vô để làm tổng thủ quỹ cái từ 2013, tất cả những tôi tớ của Chúa quen biết tôi: ông mà làm tổng thủ quỹ gì, ông chỉ có viết văn, viết thơ được. Tôi thì nghề tôi là nghề viết sách vở, bài học rồi vậy, còn bảo làm tài chánh tôi có biết gì. Nhưng mà Chúa chọn mình vì cái lòng trung thành, vì cái chân thực của mình và cái sự vô cảm của mình đối với vấn đề tiền bạc, cho nên Chúa chọn. Nhưng mà khi Chúa chọn vô rồi, tôi cứ quỳ gối cầu nguyện: con không biết gì mà làm ba chuyện này. Nhưng mà khi bắt đầu Đức Chúa Trời lại khởi sự ban ơn. Sau đó tôi lại làm bên kiến thiết, tôi có biết gì về kiến thiết. Nhưng mà sau khi được bầu ra để chọn để làm trưởng ban kiến thiết, tôi cũng lo lắng, cứ quỳ gối cầu nguyện: xin Chúa cho con biết gì để làm và cảm ơn Chúa. Cuối cùng tôi cũng xem được bản vẽ, cũng biết tư vấn cho những cái công trình, tư vấn cho những hợp đồng để giúp cho con cái Chúa trong sự xây dựng, cũng chỉ ra những cái sai sót này nọ. Đó không phải mình. Các con của tôi nằm đó, nói: bố biết gì về kiến thiết, bố đi làm ở đó. Các con tôi nó cũng nói như vậy đó: bố biết gì về kiến thiết mà đi làm kiến thiết để cho người khác làm.
Nhưng bề để đâu có được, bởi vì bầu cử mà làm sao mà để được. Cho nên khi Chúa sử dụng, Chúa ban ơn, cái điều đó là thực tế, là rất rõ ràng. Cho nên quý ông bà chị em ơi, ai được chọn để hầu vì Chúa, đừng suy nghĩ tôi có ông thủ quỹ hầu Chúa với hầu Thánh Nha Trang. Khi ông được bầu vào trong thủ quỹ của hầu Thánh thì ông nói tôi có biết đọc biết viết à, mà làm sao tôi làm thủ quỹ được. Cho nên họ ban chấp sự đã bầu, ban chấp sự bầu là Chúa chọn đó, ông cứ làm đi. Và khi ông làm, lúc đầu ông sợ lèo hèo nó thì thất thoát, cho nên tiền vợ ông cho để ăn sáng ông giấu hết, ông không ăn sáng. Mà không ăn sáng sao mà làm, ông là thợ lặn nữa, lặn làm sao đủ sức. Đến ngày kia tôi thưa Chúa một sự quản nhiệm biết điều đó, ông nói riêng tư với tôi, thì tôi nói lại với quản nhiệm, ông kêu lên nói rằng ông cứ bình thường, ông có tin quyền năng Đức Chúa Trời không? Nếu ông tin quyền năng Đức Chúa Trời thì ông đừng có tự cố gắng. Nếu ông không ăn mà ông đi làm đó, ông bệnh hoạn dưới đáy biển sao? Cho nên thôi cứ bình thường. Và sau đó ông làm gần 20 năm, từ một ngân quỹ nhỏ thành một ngân quỹ lớn. Nhưng mà kết sổ hàng tháng phải mời ông thư ký cộng tác để cả hai cùng kiểm tra và có sổ. Và như thế ông làm đến 20 năm. Cho nên khi ông kết thúc là công việc rất vinh quang. Vậy thì ngay cả những con người đơn sơ như vậy vẫn có thể làm được những việc lớn cho nhà của Chúa. Cho nên không ai trong chúng ta là không làm công việc của Chúa được. Cho nên đừng từ chối. Đó là cái điều tôi khuyên. Xin Chúa ban phước cho quý ông bà, anh chị em, để chúng ta mạnh dạn bước vào trong canh tác hầu vì Chúa. Bởi vì Đức Chúa Trời sẽ ban ơn, chứ không phải tự sức chúng ta có đâu. Phần thứ ba tôi nói đến, khi chúng ta đã tận tâm với cái ơn kêu gọi của Chúa, chọn lựa của Chúa rồi, được Chúa ban ơn sử dụng rồi, bây giờ chúng ta sẽ được cái gì? Đây là phần thứ ba tôi nói cho quý bà chị em, là được vinh hiển với Chúa. Được vinh hiển với Chúa. Phần thưởng cao quý nhất của người hầu Chúa là được Chúa ban cho sự vinh hiển cao trọng. Tôi đọc cái câu mà tôi chọn như là câu gốc ở trong Phúc Âm Văn chương 12 câu thứ 26. Phúc Âm Văn chương thứ 12 câu thứ 26. Nếu ai hầu việc ta thì cha ta thì phải theo ta, và ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc ta thì cha ta ắt tôn quý người. Nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta, và ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc ta, cha ta ắt tôn quý người. Muốn hầu việc Chúa, chúng ta phải toàn tâm trên con đường để theo Chúa. Muốn hầu việc Chúa, chúng ta phải ở với Chúa. Không thể hầu việc Chúa mà ở với đời được. Không thể hầu việc Chúa mà ở với cái chỗ không xứng đáng. Vì như không, không được. Cho nên Chúa nói, ai hầu việc ta thì phải theo ta. Và ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta ở đó. Đó. Phải theo Chúa, phải ở với Chúa, tức là phải có một đời sống kiên thành, tin kính, gắn bó với Chúa. Không thể vừa hầu Chúa, vừa la cà, vừa làm những cái việc mà nó không có tốt đẹp. Tôi không nói đây là nghề nghiệp đâu. Nghề nghiệp buộc lòng chúng ta phải làm, vì đó là trách nhiệm chúng ta đối với xã hội. Vì quý vị không phải là giáo phẩm toàn thời gian, mà chúng ta là những người cộng tác, bán thời gian trong thánh chức chấp sự, hoặc cộng tác trong nhân sự, thì mỗi người chúng ta đều có một công việc cả ở xã hội này để phục vụ, mà nó cũng là sứ mạng Chúa giao cho con dân của Chúa để hoàn thành ở trong này. Riêng những người hầu vị Chúa thì chúng ta ngoài hoàn thành công việc của xã hội thì chúng ta gắn bó với hội thánh để được hầu Chúa. Nhiều người vì không hiểu nguyên tắc này cho nên là mất uy tín bản thân của mình. Mình hầu vị Chúa trong hội thánh chức này chức kia, nhưng mà la cà chơi với những cái thành phần không tốt ngoài xã hội, và cuối cùng bị họ cám dỗ để làm những điều không tốt, ăn uống nhậu nhẹt hoặc là vui chơi trác táng, thì điều đó nó làm hư cái đời sống mình. Cho nên Chúa nói ai hầu việc ta thì phải theo ta, và ta ở đâu thì kẻ hầu ta cũng ở đó. Cho nên khuyên bà chị em nhớ cái nguyên tắc đó để chúng ta hầu Chúa được kết quả. Và khi chúng ta đã hết lòng hầu Chúa kết quả thì phần thưởng Chúa ban cho chúng ta không phải là nhỏ. Trước hết chúng ta nhìn thấy các môn đệ dắt con lừa về cho Chúa rồi, thì trước hết là họ lấy áo trải trên lưng con lừa. Thứ hai, dân chúng
cũng cởi áo và trải trên đường cho Chúa đi. Một số khác trong dân chúng thì đi chặt những cái nhành cây tươi mát trên đường, ở trong đồng mà rải trên con đường cho con lừa nó đi qua. Rồi họ làm thành một cái dàn chào hai bên để tung hô Hosanna, Hosanna. Như chúng ta đã thấy trong cái câu cuối á, câu thứ 9 và câu thứ 10 á, người đi trước kẻ theo sau đều la lên rằng Hosanna, đáng ngợi khen cho đấng nhân danh Chúa mà đến, phước cho nước đến, là nước vua David tổ phụ chúng ta. Hosanna ở trên nơi rất cao. Khi các môn đệ dắt con lừa về, họ cởi áo trải trên lưng con lừa để Chúa ngồi một cách êm ái. Rồi họ trải áo ở dưới đường, trải nhành cây dưới đường để con lừa đi một cách nhẹ nhàng, êm ái. Rồi họ tạo thành dàn chào hai bên, Hosanna, Hosanna. Con lừa này nó cảm thấy vinh dự vô cùng. Nó vừa đi mà vừa hãnh diện sung sướng, bởi vì người ta đứng hai bên, Hosanna, Hosanna. Thật ra ta Hosanna ai? Hosanna Chúa, rồi phải Hosanna nó. Nhưng mà tại sao nó vinh dự, nó cảm thấy hãnh diện? Bởi vì nó là người mang Chúa Giêsu đi vào thành để hoàn thành một công việc vĩ đại mà vô tiền khoáng hậu, trước không có, sau không giờ có, đó là một đấng cứu thế, một ngôi hai Đức Chúa Trời chết chuộc tội cho con người. Và nó lại là con vật tầm thường trong các loài vật, chỉ để thồ để cởi, lại được dự phần việc đó. Quý ông bạn chị em suy nghĩ gì về cái cách đó? Cho nên tôi nói đây là diễn giải cho vui, để cho thấy rằng con lừa nó vừa đi kiểm kê, chứ thật ra nó là con lừa, nó không có cảm giác gì trong việc đó, nó không có ý thức gì trong việc đó. Nhưng việc của nó là gì? Thồ và đưa Chúa Giêsu đi vào thành êm ái nhẹ nhàng một cách tốt đẹp. Người ta đã tạo những cái thuận lợi cho nó trên đường đi, nào là trải áo trải lá và động viên nó bằng cách Hosanna. Nhưng mà ít ra nó được hưởng cái vinh dự đó. Cho nên tôi nói với quý ông bà chị em rằng những người hầu vì Chúa được Chúa ban thưởng lớn lao lắm. Dầu đời này đôi khi chúng ta hầu Chúa phải trả giá, phải bị những cái dèm chê, đôi khi anh em của mình cũng không hiểu, mà có thể có những từ không động viên, ngược lại làm chúng ta nản lòng. Nhưng mà quý bạn chị em hãy noi gương các bậc thánh để cúi đầu chúng ta hầu vì Chúa. Con lừa dầu khen hay không khen, dầu chê hay là có sỉ vả gì, nó vẫn cứ mang Chúa đi bình thường. Chúng ta cũng vậy. Mục tiêu của cuộc đời chúng ta không phải là tiếng khen, không phải tiếng chê, không phải vinh quang, không phải là huy chương, không phải là vòng hoa chiến thắng gì ở đây cả, mà chính là lời khen của Chúa trên nước của Chúa, là đầy tớ ngay lành trung tín. Chúng ta ý thức và hiểu được điều đó thì chúng ta sẽ hầu vì Chúa. Nhiều tôi tớ Chúa cũng không hiểu điều này. Con cái Chúa phục vụ Chúa cũng rất là đắc lực, nhưng không hiểu. Cứ muốn người ta tôn trọng mình à, muốn tôi đây phải như thế này, tôi đây phải như thế kia. Nhưng quý ông bà anh chị em ơi, điều đó chỉ là hư không, hư không theo luồng gió thổi mà thôi. Nhưng nếu những người toàn tâm toàn ý hầu vì Chúa, cứ cắm cúi phục vụ Ngài, con lừa dầu cho người ta có Hosanna nấy, nó vẫn cứ cúi đầu đi từng bước đưa Chúa Giêsu vào thành. Và mục tiêu của nó là đưa Chúa Giêsu vào thành để lên thập tự giá. Đó là mục tiêu của nó. Còn tiếng khen, tiếng chê không quan trọng. Vì vậy cho nên chúng ta hãy suy nghĩ trong lòng để quyết tâm và phục vụ Chúa. Khi hầu Chúa chúng ta không phải được khen không đâu. Không phải lúc nào cũng Hosanna, cũng có những lúc đã đảo. Điều đó là bình thường. Tôi tớ của Chúa, con cái Chúa, những người sâu nhiệm hầu vì Chúa đều phải trải qua những cái đó cả. Hãy làm như Mary, như là cô Mary dâng cha dầu cam tòng hương thật, đáng giá một năm công nhật làm không ăn uống mới sắm được cha dầu. Thế khi dâng cho Chúa lại có kẻ phàn nàn oán trách, nhưng mà bà có phản ứng không? Không, cứ làm thinh, không nói với cái người phản ứng này, vậy cho ông có ông dâng đi, ông giỏi ông dâng đi, không có trả treo một lời, yên lặng. Và cuối cùng Chúa lên tiếng, người làm việc tốt cho ta đó,
người làm việc tốt cho ta đó. Sao các ngươi làm rầy người mà làm chi? Cho nên chúng ta có một đấng công bình tuyệt đối, Ngài sẽ xử công bình cho chúng ta, không cần phải chúng ta tự biện hộ mình. Đó là ý thức của người hầu việc Chúa thật là như vậy. Chứ đừng có muốn người ta là tôn tặng mình, tôi đây như thế này, tôi đây như thế kia, tôi làm việc này phải nổi bật giữa nhà thờ, không có như đó. Nếu như vậy thì công việc của người đó sẽ trở nên gỗ có khô rôm rạ, trui qua lửa là kể như còn lại tro mà thôi, dầu có làm gì cũng chỉ còn tro bụi. Cho nên con lừa này chiếm trễ đưa Chúa vào thành Jerusalem, hoàn thành chức vụ của Chúa. Và đó là cái công tác, đó là công việc rất là đơn sơ nhưng vĩ đại của một con lừa. Và tôi nói quý bạn chị em rằng đây là con lừa duy nhất có một không ai. Không bao giờ có một con lừa nào làm được việc này nữa cả. Nhưng mà ngày hôm nay nếu quý bạn chị em hết lòng góp phần công việc Chúa thì quý ông bạn chị em là những con lừa kế tiếp Chúa dùng để hoàn thành việc chuẩn bị cho Chúa chúng ta trở lại. Con lừa này đưa Chúa Giêsu lên thập tự giá, nhưng chúng ta là những con cái Chúa này sẽ đón Chúa trở lại và đưa thế gian này đến với Chúa. Xin đừng ai từ chối, hãy mang danh Chúa đến khắp mọi nơi. Kết thúc tôi xin kể câu chuyện mà tôi đã đọc cũng khá lâu trước năm 1975. Rồi sau thời gian 75 thì cũng có in lại cái cuốn sách đó, gọi là cuốn sách là Hội Thánh Trẻ của Đức Chúa Trời của nhà giải kinh quốc tế William Barclay. Ông này thì không có toàn tâm tin cậy tuyệt đối nơi phép lạ của Chúa, nhưng ông giải kinh rất là hay. Trong cái tập sách mà ông viết về Hội Thánh Trẻ của Đức Chúa Trời thì có một câu chuyện ông kể về cái anh chàng gọi là Stopper. Anh này khi sinh ra, cha mẹ sinh ra thì từ trong trẻ sơ sinh, ảnh là một cái trẻ sơ sinh rất là vạm vỡ, rất là to. Và khi nuôi lớn lên, cha mẹ nuôi lớn, anh lớn một cách lạ thường, dền dàng, rất là dền dàng. Cho nên anh mới suy nghĩ trong lòng rằng ta không thể to như thế này, ta phải phục vụ cái người nào mà mạnh nhất. Thì khi anh nghĩ như vậy thì anh lại tìm cách để anh được phục vụ vua. Khi phục vụ vua một thời gian thì anh ngạc nhiên thấy vua này rất sợ ma quỷ. Hãy nói tới ma quỷ là vua đều sợ. Cái anh mới nghĩ rằng vua chưa phải là cao nhất, vậy là ma quỷ là cao nhất. Cái anh chuyển sang phục vụ cho Satan ma quỷ. Anh phục vụ Satan ma quỷ sợ ra, anh thấy Satan ma quỷ cũng phải là cao nhất. Bởi vì Satan ma quỷ mỗi khi thấy cái thập tự giá nó chạy à. Hãy thấy thập tự giá là nó chạy. Cái nói, ủa vậy thập tự giá cái gì mà ma quỷ cũng phải sợ? Vậy rồi ma quỷ chưa phải là người mạnh nhất, thế cái thập tự giá này là cái gì? Anh bắt đầu tìm hiểu. Anh tìm hiểu là thập tự giá là biểu tượng của tình yêu Chúa Giêsu là ngôi ai Đức Chúa Trời, Giáng sinh làm người chết chuộc tội cho con người. Ô thì thế là tôi phải phục vụ Chúa Giêsu. Thế là anh quyết định chuyển sang phục vụ Chúa Giêsu. Nhưng phục vụ Chúa Giêsu phục vụ sao bây giờ? Không biết cái nào hết. Cho nên ngày kia có một ông tu sĩ già, anh đến anh thăm một ông tu sĩ già ở trong một cái chỗ mà tu rất là khuất kín. Anh mới hỏi, anh ơi giờ tôi muốn phục vụ Chúa Giêsu, xin ông chỉ cho tôi phục vụ Chúa Giêsu như thế nào. Thì cái ông tu sĩ già này ông rất là tinh tế. Ông nói, con ơi, nếu con muốn phục vụ Chúa Giêsu, ta chỉ cho con một cách làm để phục vụ Chúa Giêsu. Nói, ông chỉ đi. Nói, bên cạnh đây có một cái dòng suối, bình thường là nó chảy rất ít, nhưng mà khi mưa gió thì cái dòng suối này nó trôi đi rất nhiều người chết đuối. Con với thân thể vạm vỡ như con giúp cho những người đi qua suối này vào cái nhằm cái mùa nước lớn thì đó là phục vụ Chúa đó con. Ồ thế chuyện nhỏ tôi sẽ phục vụ. Thế thì anh khi nước lớn lên người ta không qua lại được thì anh là người cõng người ta đi qua đi lại. Đêm kia anh về anh nằm anh ngủ tới khuya, anh nghe cái tiếng cọc 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 cọc. Anh hỏi gì đó thì người bên ngoài nói cõng giùm tôi đi qua suối. Ông nói giờ này mà cõng cái gì, khuya khoắt cõng cái gì, sáng mai. Không, tôi cần đi qua suối sớm. Thế thì anh mới giật mình sực nhớ là anh hứa nguyện phục vụ Chúa Giêsu mọi lúc mọi khi. Cho nên anh mới bung dậy và mặc quần áo ra,
anh nhìn thấy là một cậu thiếu niên nhỏ xíu. Anh nói cậu nhỏ, thiếu niên nhỏ xíu mà nghĩa gì? Thế thì anh mới cõng đi qua con suối. Anh cõng lúc đầu thấy nhẹ nhàng lắm. Anh cõng càng đi càng nặng. Anh ra giữa suối thì gần anh đi hết nổi luôn. Thấy nặng quá đi hết nổi. Nhưng mà anh ráng hết sức. Anh đi qua khỏi con suối. Anh mới quăng cái cậu thiếu niên xuống cái bạch. Anh nhìn lại anh thấy chưa xu. Anh nhìn lại cái nó phải là cậu thiếu niên mà anh thấy chưa xu. Chúa Giêsu mới nói rằng từ nay ngươi không còn là người mang gánh nặng, Christopher là mang gánh nặng, mà đổi là Christopher là người mang Chúa Giêsu. Từ đây ngươi không còn là người mang gánh nặng, mà là người mang Đức Chúa Giêsu đi, người mang danh ta đi khắp mọi nơi. Và đó là một câu chuyện người ta kể cho vui, để nhưng mà nó có cái sự nhắc nhở dạy dỗ cho chúng ta. Là mỗi người chúng ta là con cái của Chúa, được gọi là cơ đốc nhân. Cơ đốc là chữ Christ. Chữ Christ là cơ đốc. Cơ đốc nhân là người mang cái ảnh tượng đó Christ. Mang Chúa đi khắp mọi nơi, mọi chỗ. Nơi nào quyên bàn cha sắm, thì anh em mang hình ảnh Chúa đến đó. Và hy vọng rằng chúng ta là những người mang Chúa Giêsu đi khắp mọi nơi. Và nhờ chúng ta nhiều người sẽ tin Chúa và được cứu. Để cùng chúng ta mà hallelujah ngợi khen Đức Chúa Trời, không còn ai hô sa na mình nữa hết. Chúa ban phước cho quý anh chị em. Amen.